Rồi ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online anh em nhé. Và hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một cái lối build của phát Sư Lửa mùa này theo yêu cầu của anh em. Và nó thật sự anh em là phát Sư Lửa là một trong những class mà nó mạnh đều qua từng thời từ S0, S1 đến S2 đều mạnh. Nói chung là nó cực kỳ khỏe luôn. Kết hợp với nhà mày cảm và thuật sĩ lửa, được chưa anh em? Và sát thương của nó khủng khiếp lắm anh em ạ. À? Mỗi mùa nó tăng thêm, mỗi mùa nó tăng thêm. Và đặc biệt là con này là một trong những con thuật sĩ lửa kết hợp mà nó chơi hồn rồng không bị đốt chết. Được rồi, anh em còn nếu như anh em sợ bị đốt chết thì chúng ta cũng sẽ có một chiêu thức để khống chế. Đó là cái chiêu thuật phóng hỏa này thì chiêu này nó sẽ nè, đội nè, uh, khiến quân đồng minh tạm thời miễn nhiễm sát thương được còn lửa bất thường này. Chiêu này nó sẽ giúp cho anh em miễn nhiễm kháng bức, uh, lửa bất thường. Chưa kể là mùa này anh em có thể roll ra kháng cái lửa bất thường và khả năng sống sót anh em rất là cao ngoài ra thông bản và ngoại cảnh thì cái chiêu thức này nó cũng sẽ giúp cho anh em hồi máu này nọ kiểu nên là anh em gần như là không sợ về vấn đề đó và bill cũng rất là dễ rồi thì đây là nít của bạn quyết nha bạn quyết thì bạn quyết đã leo hồng ngọc ở cái nít chính là The rui rồi nên là bạn ấy không leo ở nít này chứ thật ra với cái bill này thì hoàn toàn chúng ta có thể leo uh, rất là tốt ở trong những cái việc leo hồng ngọc thì chưa anh em và đặc biệt thì trong video này cũng sẽ giới thiệu anh em cái những bậc thầy thủ thuật một trong những cái Uh, trang bị rất là tốt ở mùa này để phòng thủ và đây là một cái nhận event được chưa anh em nhẫn này là nhẫn thiên về phòng thủ nó giúp cho anh em khỏe hơn các kiểu này là anh em đừng quan tâm về cái lượng sát thương thêm một phần nữa thì cái nhẫn này uh, thông thường ấy, anh em thấy là cái build này thì nó cũng là đồ những cái đồ không phải là bot ví dụ đồ này thì không phải đồ đồ bot mà nó sẽ dư cái nhẫn này thì cái nhẫn này thông thường nó cũng sẽ không có dính không có liên quan tới những cái hồn bot khác này nọ thứ đồ ngoại cảm này thông thường là vậy và cái ở vị trí nhẫn thì nó thông thường thì nó cũng sẽ có không có hồn bot này nọ nhưng mà mình có một cái nhận event mình nhét vô giảm sát thương thì mình được lời thêm cái đẹp mà thôi và chỉ số của cái nhẫn này cũng rất là ngon vừa có sức sức mạnh vừa có chiến lược vừa có phòng thủ nên là một công đôi việc luôn nên em đừng có lo vấn đề đó không có cái nhẫn là phế không có đồ gì phế cả biết cách sử dụng hay không thôi còn chưa kể là cái nhẫn này cực kỳ ngon luôn anh em nào mà sợ sốc đam sợ muốn bảo vệ bản thân thì cứ quất cái nhẫn này vô cái nhẫn này là sát thương ví dụ như là một ngàn sát thương đi thì sau thay, thay vì là anh em nhận ngay lập tức một ngàn sát thương thì anh em sẽ nhận 333 sát thương và nhận 3 lần thì cho lúc đó cái khả năng ví dụ anh em hồi máu hoặc là anh em hút máu thì nó sẽ giúp anh em sống sót tốt hơn được chưa anh em có tác dụng cái này chưa anh em chơi liên minh thì bắt chắc là biết cái à, vũ khí bổ điều tử thần ha rồi tiếp theo thì mình sẽ nói đến cái việc là test đam đi test đam này test đam. đam cho anh em xem à, cái lắc rất là lắc anh em nha 116 triệu nè Ủa, nóng máy luôn em 173, 186 Ôi, 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 con iPhone của tôi Ôi, 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 con iPhone, con đâu Tội nghiệp của iPhone quá 186M nè đó là đam thuật, không có đổi, không đổi trụ nha Đổi trụ lên khoảng 500 mấy á Rồi bây giờ đánh thử một tầng Vanguina cho anh em xem nha Đánh thử tầng Vanguina cho anh em xem nha Nói chung là mấy tầng thấp thì nó gọi là easy thôi Nhưng mà đánh cho anh em cho anh em thấy biết thế nào là uy tín Rồi Phải quái ra Chiêu thức nó rất là rộng và nó nạ nó, nó 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 nổ đạn các kiểu thứ tùm lum la lên nó việc ly quái nó rất là nhanh em nhé còn chủ yếu là mình đang sợ cái máy mình nó bung nó bung nhiệt nên là mình không dám uh, xỏa nó chứ rất nhanh tầm này thì clap nào cũng khỏe thôi nhưng mà cái build này, nó lại quá khỏe rồi nó cảm giác nó anh em đi nó không có cảm giác gì hết kiểu bản bản thân anh em nhìn anh em sẽ không biết nó mạnh đó hiểu không nhưng mà đi thì chắc là cũng nói là điều gì đó ha rồi chết boss đó mà có một cái điều là cái chiêu nữa lắc quá nó thắt quá với lại là lúc mà nó đánh nó cái hưởng mà nó nó nổ điện đó anh em nó hổ nó nổ lửa nó cứ phẹt phẹt, phẹt 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 nó nổ cả ngày luôn cái cảm giác nhiều lúc nó đau đầu đau đầu bà trưởng đâu anh rồi làm phát uh, làm phát uh, kinh thiên ô oh, kinh thiên con này hơi căng lấy kinh thiên con này đi thử kinh thiên uh, thử bốt kinh thiên của con này thử có sao nha ok chạy Sao mà tí nữa chắc là mình review nhanh thôi tại vì mỗi mùa thì mình con này mình nói nhiều quá rồi. Build cũng khá là dễ. Quên quên bạn có cái thương chạy nhanh để mình dùng cái thương chạy nhanh đi cho lẹ. Mình đổ ở đây. Đây mình gồng dùng cái này cái mình rồi à, ok thì mình sẽ để nhanh được chút ha tăng ít điểm quá gồng cũng không được bao nhiêu Rồi Tới boss rồi Rồi để xem boss Kim Thiên mạnh mẽ thế nào nè Rồi bốt chết Cực kỳ nhanh Được chưa anh em Rồi bây giờ thì mình sẽ review cái build cho anh em nha Build thì mình sẽ nói nhanh thôi Tại vì uh, con này nó nói chung nó đơn giản Nó cũng giống như những con nhà ngoại cảm khác Chỉ khác là mình chơi sát thương lửa thôi Rồi trước mắt thì mặc về duyên phận chúng ta sẽ chơi phân tách Phân tách thì phân tách chỉ cần một cái thôi Không cần ba cái anh em chú ý giùm mình nè chỉ cần một cái thôi và chúng ta sẽ có được ba phương tách lý do mùa này chúng ta sẽ có chip và anh em để ý đây mới chỉ là chip 5 thôi chip 5 thì khi mà bạn có một viên phương tách thì chúng ta sẽ được cộng hai và cộng thêm một viên ở tất cả những duyên khác từ cho anh em thì cái này là chip 5 còn chip 7 thì nó sẽ cộng đủ ba duyên luôn từ cho anh em và lúc đó thì anh em sẽ mạnh hơn nữa nên là nếu như anh em thực sự muốn chơi hết sức lửa thì cái duyên thứ ba của vũ khí anh em phải lấy phân tách tiếp theo là anh em lấy thêm cái uh, chip có thể là chip loại lửa hoặc là chip phân tách tùy anh em nhưng mà nó phải là chip 7 thì nó sẽ mạnh hơn được chưa anh em chắc chắn nó sẽ mạnh hơn ok lên đây anh em nhìn phân tách ở đây anh em đừng có tưởng là chỉ có là phải cày ba cái nha. một cái thôi một cái thôi mà vũ khí có chip thì nó sẽ cộng thêm được chưa anh em rồi tân thủ nhân đôi hắc thần là đây là bill mới cái bill này sẽ gọi thêm được từ 4 sứ giả trở lên hoặc là 6 sứ giả hiện tại cái bill của bạn quyết là 6 sứ giả một triệu hồi cho buộc hắc thần ok à dạ chết 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 lại đây nha một bậc thầy thủ thuật để giảm sát thương này nói chung một ngàn sát thương thì mình sẽ bị chịu ba lần mỗi lần 333 sát thương khả năng bị chết thấp hơn chống sóc hai ốc lớn để lấy thêm cản đòn và cũng như là bắn lại đạn thì cái này nó sẽ cộng cho anh em một số thủ nhất định để chưa anh em hai hồn vua trồng lửa dùng để tăng cái sát thương lửa tăng kháng lửa nhưng mà cái hồn rồng này khi mà anh em sử dụng nhiều á thì sẽ bị ngọn lửa bất thường nó dẫn đến tình trạng anh em sẽ rất là dễ chết nên là cẩn thận cái sử dụng nha rồi thì cái cái này á nếu mà anh em có chip 7 thì chúng ta sẽ được ba loại lửa thì nó sẽ mạnh hơn được chưa anh em còn đây là chúng ta chỉ có uh, chip chúng năm thôi thì chúng ta chỉ được cộng hai hồn vua rồng hai loại lửa và ba phân tách thôi Nói vậy là chúng ta vẫn chưa mát sức mạnh của con này đâu được chưa anh em tiếp theo nó chính là giáp nặng giáp nặng là ba món giáp nặng để giúp cho anh em kháng đẩy lùi và giải sát thương ba triệu hồi cho buộc bắt buộc những con nào nhà phải cảm phần mới có để copy uh, những cái để kế thừa đi nó là kế thừa những cái duyên phận cho những cái con uh, cái con mà chúng ta chịu hồi ra và khi mà kế thừa khi mà đủ ba triệu cho buộc thì chúng ta sẽ kế thừa một lúc ba duyên luôn rồi ví dụ như kế thừa cái con đệ chúng ta sẽ có ba hồ vô rồng lửa ba loại lửa và ba phương tách ok rồi ba loại lửa dùng để búp thêm sắc thương như anh em thắc mắc là mình gọi ra rồi tại sao mình phải tăng cái bạn loại lửa lên thì cái loại lửa khi mà mình mang lên nó búp bo nó sắc thương uh, lửa thì khi mà mình gọi đệ con đệ nó vẫn nhận được nha con đệ nó vẫn nhận được nha nó nhận được một cơ số nào đó rồi rồi tân thủ nhân đồ hắc thần gọi 6 thứ giả hoặc bốn thứ giả chiều hồi cho bộ hắc thần để gọi tiếp hai cái duyên này duyên phân tách hắc thần và loại lửa hắc thần để nó thể tạo thêm đạn được chưa nè nên là cố gắng là build có cái con này thông thường phải có đủ chiều hồi cho bộ thì nó sẽ mạnh nhất tập trung tuyệt đối là của hai set ốc nha thì nó sẽ có thêm dồn sức và cũng như là hồi chiêu kỹ năng sức lực chỉ huy thì ở đây thì chúng ta sẽ cần có ba con ba sức lực chỉ huy nó sẽ tốt hơn nhưng mà cái build này thì nó sẽ hơi khó một chút khi mà chúng ta sẽ phải roll thêm một dòng dòng đó là dòng số liệu vật số lượng vật triệu hồi thì nếu mà anh em có số lượng vật triệu hồi thì anh em bỏ một sức lực chỉ huy để dễ build để mình xem các bạn có mấy dòng như thế này nhé à, bạn có một dòng nè vũ khí rồi vậy là bạn có một dòng nên là bạn sẽ cần hai sức lực chỉ huy thôi nếu bạn có ba sức lực chỉ huy thì bạn không cần được chưa anh em rồi tiếp theo tiếp theo thì ở đây thì về mặt trang bị vũ khí là quan trọng nhất vũ khí thì chúng ta sẽ đánh vua rồng lửa và viên thứ ba chúng ta sẽ lấy phân tắc và sát thương thì sát thương lửa hồ chiêu và sát thương lửa thêm một cái vũ khí rất là đẹp à, ờ, có thể nói là cực đẹp luôn một cái vũ quá đẹp luôn các bạn quyết thằng này chế con bú đó ta cái này con này mà lên chip 7 mới lại là mới lại là này nọ mạnh lắm á chắc chắn là mạnh mạnh kinh khủng luôn có thể bốn năm trăm m có mình thấy có mấy người build một hai tỷ nhưng mà cái build nó cũng tương tự như thế này ha chỉ cần lên chip mà lại rôn đồ thôi thì nó lên vài tỷ là chuyện bình thường chủ yếu là vấn đề chính của con này là sát thương lửa một số con kháng lửa và một số con hơi lắc lúc mình đánh quá hơi lắc máy yếu thì coi chừng cút luôn nha sát thương lửa bật chiều hồi sát thương toàn bộ chiều hồi ok áo áo tập trung tân thủ HB lấy HB lấy phục hồi lấy miễn dịch băng bất thường của vẫn gì kỹ năng nhà bạn thuật tụ linh này à thuật tụ linh cộng một là nó không có tăng mà nó được trong đồ nó có nhé trong đồ nó có chắc nó tăng một điểm nó thành hai điểm thằng này nó bựa lắm về dây chuyền thì chúng ta sức lực chỉ huy chiều hồi bonus cường độ hồi chiêu mình hồi chiêu mình sẽ cần hồi chiêu sắc tương lửa sắc tương lửa thêm được chưa anh em sắc thương toàn bộ sắc thương toàn bộ bậc chiều hồi đấy như thế này và nếu như có số lượng vật chịu hồi nhiều nhiều một chút thì chúng ta sẽ có thêm tốc độ tấn công cũng được. Vậy thì chúng ta cũng sẽ uh, chiều hồi sức lực chỉ huy. Được chưa anh em? Về chip, chip thì bạn ấy sẽ sử dụng sữa mô, sữa mô 6, liệt hồn 6, thanh tẩy lửa 5 và nón thì chúng ta sẽ là đồng bộ linh hồn 6, hào quang lửa 5 và chip cộng hưởng 5. Phân tách. Ok. Được chưa anh em? và anh em cứ roll càng nhiều cái sát thương lửa thì anh em càng mạnh hồi chiêu nó sẽ giúp cho anh em spam chiêu vẫn là thêm sức mạnh nói chung có tập trung vào những số hồi chiêu sát thương toàn bộ sát thương toàn bộ vật chiều hồi sát tốc đánh vật chiều hồi rồi à, sát thương lửa sát thương lửa thêm đều ok hết được chưa anh em nói chung là rất là phê build cũng rất là đơn giản rồi về mặt trang bị thì anh em cứ farm tà tà thôi như thế này là được có cái nhẫn này thì hơi có thật không quan trọng nhưng mà có cái nhẫn này lên thì thứ nhất là đồ mới và thứ hai là nó sẽ giúp cho anh em phòng thủ tốt hơn chắc chắn là đây là một cái ngon được chưa anh em rồi về mặt kỹ năng thì anh em có thể tham khảo nhanh bằng cách là uh, xem trực tiếp ở đây được chưa anh em? Kỹ năng ở đây. Đó. Rồi review nhanh cho anh em nhé. Đó, 4 điểm vào đồng bộ linh hồn, một điểm vào thuật tụ linh. Rồi một điểm vào huấn luyện cơ bản, một điểm kêu gọi khí linh mấy cái này là mấy cái điểm một, mấy cái điểm một thông thường nó được tổng nó được cộng thêm rồi anh em. Nên là tăng một điểm này thôi. Rồi nha. Hai điểm này. Hai điểm quá tải linh thể. Rồi. Bốn điểm hào quang hiệu triệu, bốn con cánh cổng linh giới cánh cổng linh giới để gọi ra sứ giả không Vua á và nó sẽ gây thêm sát thương nó khá là mạnh rồi bốn điểm mà thật khế ước trong bản lửa thì chúng ta sẽ có lửa hồ thể để tăng sát thương lửa giảm sát thương và phòng thủ một điểm vào huấn luyện cơ bản bốn điểm hòa quang lửa để gây thêm sát thương lửa thêm thì cho anh em rất là ngon cái chiêu này anh em nên búp tại vì cái chiêu này cộng được nhiều ha một điểm mà cho tàn để giảm kháng lửa của mục tiêu và bốn điểm huấn luyện tính kháng để tổng cộng kháng cho bản thân cộng kháng càng nhiều thì anh em sẽ sống sót càng cao về bản chính thì chúng ta tăng một cái khó lòng nhiệt tình bốn điểm ngọn lửa sinh đôi tại vì đây là một trong những cái chiêu thức quan trọng nhất của này nên chúng ta phải tăng mát nha đó thì tăng một điểm bảo vệ ngọn lửa bốn điểm thời khắc lo lắng ok à, ba điểm vào chiêu thức này thanh tẩy lửa thật ok là bản kỹ năng như vậy về điểm thì chúng ta sẽ tăng phun sức mạnh hơi khác một chút đối với những anh em nào mà dự định chơi garena này chắc là nghĩ là phun chí mà dù là chí mùa này được cộng thêm cái gọi là Uh, sức cộng máu mới lại cộng này nọ các kiểu thứ và nó sẽ hỗ trợ sát thương nhưng mà anh em nên tăng full sức mạnh đây đây là theo uh, bill của một cái người chơi rất là hay đó chính là thì tuna thì bảo là mình tăng máu để tăng khả năng sống sót nếu mình tăng trí lực nhiều quá nổ chết cháy như refile luôn ok là chúng ta sẽ tăng full sức mạnh ha được chưa anh em rồi bản đỉnh cao thì chúng ta sẽ tăng như thế này đấy một ba một ba bạn cuối không tăng được chưa anh em rồi đến với bước van kia Búp Valkyrie của bạn ấy sẽ có gọi được 6 sứ giả Rồi Cái này là dấu chân mảng xà Rồi sứ giả hang vu cho cánh cổng linh giới Và cái này Ngọn lửa vận mệnh cho bảo vệ ngọn lửa Ok <laughs> Mình không biết tại sao nhưng mà với cái build này thì chúng ta có thể gọi được 6 con sứ giả Có lẽ là một số class nó sẽ khác nhau quá nè Để mình đọc lại cái kỹ năng búp Coi nó như thế nào nha Có khi nào nó lại cộng hai đệ không Đây nó vẫn tương tự nhưng nó là cộng nhiều đệ hơn. Giờ nè. Chắc tại cơ chế của cái con này nó khác ấy. nên là nó build dễ được 6 đệ hơn. Cái build này là build 6 đệ đó nè, build 6 đệ đó. Đây mình sẽ gọi thử cho anh em xem. Lần 1 không đúng nè. Mình đánh lần 2. Chưa thức hồi lâu quá. Chưa thức của con này nó có cái thời gian nó kéo dài ấy, nên là nó rất là lâu. lâu kinh khủng luôn. Được. đó nó sẽ gọi là sáu thứ giả một vàng thứ giả luôn không à, có bốn con rồi nè đây mình thấy có bốn con này thằng quyết nó bảo xấu ta có bốn con thôi lại nha lần nữa nha hay là tại mình gọi đệ nhiều quá có bốn con thôi nha nè bốn con nha bill này sao mà sáu con được ok rồi cảm ơn bạn quyết đã gửi nick này nọ nha anh em rồi anh em nào có nhu cầu gì nữa thì uh, Uh, inbox cài thuê các kiểu thứ nạp tiền các kiểu ha còn trong video này thì mình chỉ review nhanh cái cờ này thôi được chưa class này rất là khỏe ha rồi bye bye hẹn gặp lại nên trong các video sau có theo dõi